Xong rồi cái ngày thầy coi ngày đồ đàng hoàng rồi nha các em. Rồi tới cái ngày đó lại làm á, mèo thúc lại ngày. Người ta kêu thầy quen. Người ta kêu là bây giờ em á, em muốn bên này cắt nhẹ, em phải bỏ cái Facebook đi. Mà Facebook của thầy 200.000 người theo dõi, mà lúc đó thầy chưa làm YouTuber luôn nha các em. Lúc đó có thầy và con em gái của thầy nữa, về một ông thầu nữa, thầy kêu ông thầu đó là lãnh nhà của thầy á đó. Thì con em thầy nó khóc quá trời luôn, nó cứ kêu thầy bỏ cái Facebook đi, bỏ cái Facebook đi. Thầy trẻ rồi lắc nhanh, người ta kêu thầy bỏ Facebook thì nó không, bây giờ sửa có nhà đi mà không có cái niềm vui của thầy thì thầy không bỏ. Con em thầy nó khóc nhưng mà thầy nó không bỏ. Thầy thề thầy ở cái nhà không máy khổ cực còn hơn là bỏ cái niềm vui cái Facebook của thầy. Hồi đó thầy không, thầy chỉ đi phụ hồ thầy kiếm tiền thôi các em à. Nên các em phải cố gắng mà học đi, các em có cái niềm vui cái đam mê giờ các em cứ tiếp tục các em đam mê đó, thầy không có cấm các em đâu. Các em chơi game thì các em cũng lựa giờ mà chơi, đừng có như là đừng có ham quá nha các em. Hồi kia thầy vượt qua bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu cái ấy các em không có biết đâu. Phải đánh đổi cái này cái kia đó. Bây giờ thầy bỏ cái Facebook để thầy lấy một cái căn nhà 80 triệu. Hay là thầy giữ cái Facebook và thầy không có cái gì hết. Thầy chọn cái Facebook của thầy. Thầy không lấy nhà. Rồi người ta cũng không cho thầy luôn, thầy để nói là không.